Ánh nắng mặt trời và ô nhiễm môi trường có thể gây ra nhiều vấn đề cho làn da như thâm sạm, lên mụn. Kiếp dưỡng trắng da SS20 Tone Up Body Cream với công thức dưỡng trắng da chuyên sâu, phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Với thành phần Purified Water giúp kem tan, thẩm thấu ngay trên bề mặt da, nuôi dưỡng sắc tố da một cách đồng đều. Tinh chất Cutric Diba Limited ức chế enzyme tyrosinase, hỗ trợ loại bỏ sắc tố melanin và ngăn chặn quá trình sản xuất melanin của da, đem lại làn da trắng hồng mịn màng, rạng ngời và tràn đầy sức sống từ sâu bên trong. Vitamin C giúp làm trắng da, ngăn ngừa lão hóa, chống viêm, chống ánh sáng xanh, thúc đẩy quá trình hình thành và tổng hợp collagen. Ngăn ngừa khô da, trị thâm, sạm da, giúp tái sinh các tế bào da mới trên bề mặt. Giúp phục hồi các tế bào da thương tổn, phù hợp với làn da nhạy cảm, da mụn do viêm nang lông, mẹ bầu và phụ nữ sau sinh. Đặc biệt, thành phần alpha arbutin có trong sản phẩm giúp nuôi dưỡng làn da và bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB với chỉ số chống nắng 50+. Che phủ mọi khuyết điểm đem lại làn da trắng sáng bật tông. Sử dụng 2 lần sáng và tối để thấy rõ hiệu quả trên da.